Lúc đó là tôi là một tài xế, vợ tôi là hồi đó là hành khách. Mình cũng chạy hơi nhanh, thắng hơi gấp một chút. Có thể là bị tạo ra một cái xung động rất là mạnh ở đằng sau. Cô này cô đi lên, anh tài xế thì mà anh chạy ghê quá, làm em xém nữa bị nói chung là bị va đập vào trong cái thành tàu á. Thật ra mình nghĩ bây giờ mình nghĩ là cái điều đó mình không nên nói. Đúng rồi. Mình đâu có bị gì đâu. Chuyện con ốm con đau, nhiều khi nửa đêm hai mẹ con chở nhau đi bệnh viện vậy. Cô giờ mình tủi thân tổ chức thì... cũng là một cái mà ngày xưa gia đình không muốn cho anh cho mình lấy chồng tài xế. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tình Trăm Năm. Và thưa quý vị, ngày hôm nay sau một tuần trải qua thì mình cảm thấy mình rất là hồi hộp. Mình rất là mong chờ ngày này lại đến để cả Ngọc Lan và MC Quyền Linh sẽ được gặp lại và được lắng nghe những cái câu chuyện tình trăm năm đầy những hỉ nộ ái ố, phải không chú ạ? Chính xác là như vậy. Những câu chuyện tình trăm năm thiệt là thích gì đó mà. Có vẻ hơi bà Tám xíu nhưng mà mình thích nghe chuyện người khác lắm. Con cũng vậy, con thích nghe câu chuyện người ta hạnh phúc. Đúng rồi, nói chuyện người khác thì nó hơi quá, nhưng thật ra đó là những câu chuyện tình gọi là đỉnh cao của cảm xúc quý vị. Có những câu chuyện tình nó rất là trắc trở, nhưng cuối cùng họ hy sinh, họ chịu đựng lẫn nhau để vượt qua những cái sóng gió, những hỉ nộ ái ố đó để trở thành những mối tình trăm năm. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện ngày hôm nay. Đó chính là câu chuyện tình trăm năm của anh Nguyễn Đức Hà, 61 tuổi, và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 55 tuổi. Tổng cộng số tuổi của hai người cộng lại là 116 tuổi quý vị. Và họ đã kết hôn 31 năm. Xin chào anh chị ạ. Dạ, Linh chào xin phép được gọi anh chị cho nó trẻ nha. Xin mời anh giới thiệu khán giả về mình ạ. Xin chào khán giả. Xin chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Tôi là Đức Hà. Năm nay là tôi 61 tuổi. Hiện tại là tôi đã nghỉ hưu. Trước đây là tôi có làm bên đường sắt. Tôi là lái xe lửa. Xin mời chị. Xin chào chương trình. Xin chào hai MC dễ thương. Tôi là Tuyết Nhung. Năm nay tôi 55 tuổi. Nghề nghiệp của tôi trước đây là thợ may áo cưới. Còn hiện nay thì cũng đã nghỉ hưu cùng với ông xã. Một người lái tàu lửa, một người thợ may áo cưới. Chắc cái thợ may này nằm trên đường rầy xe lửa. Ủa, đó là chú kể chú thôi. Chú kể đó, bây giờ chú phải nghe cô chú kể chứ, trời ơi. Chú tưởng tượng như vậy ta. Cô chú ơi, thế thì bây giờ mình quay ngược trở lại hơn 30 năm về trước. Thì cái ngày đầu tiên mà cô chú gặp nhau á, là nó diễn ra như thế nào và cô chú ấn tượng với nhau như thế nào? Thật sự là lúc đó là tôi là một tài xế, vợ tôi là hồi đó là hành khách, là coi như là đi trên cùng một cái chuyến tàu đó, coi như là một cái chuyến tàu cuối năm. Thì thật sự mà nói ấy, là cái tâm lý mà nói về vấn đề là về với nhà, về với người thương nó rất là ghê gớm. Thế ra mình cũng chạy hơi nhanh, nó thắng hơi gấp một chút, có thể là bị tạo ra một cái xung động rất là mạnh ở đằng sau. Khi mà tàu dừng tại ga Nha Trang thì cũng đang đứng như thế, thì có cô này cô đi lên thì cô hỏi là anh phải là tài xế không? Bảo vâng, tôi tài xế. Anh tài xế gì mà anh chạy gì ghê quá, làm em xém nữa bị nói chung là bị va đập vào trong cái thành tàu á. Đó, đại khái thế. Mình cũng thấy ái ngại. Rồi đang nóng giận hay là nói cười cười, vừa nói vừa chơi, hay là đầy nghiến? Nó có nhiều thái độ lắm. Ông chạy gì vậy? Không đến nỗi là như thế, nhưng mà cũng có một cái sự nóng giận. Cái chuyến tàu đó là chuyến tàu cuối năm. Mình hồi xưa mình là giáo viên dạy may ở ngoài Hà Nội á. Mình nhớ là mình mua cái vé chuyến tàu cuối cùng của năm luôn. Thì cái ga Nha Trang đi xuống thì lúc đó nó cũng vắng lắm. Cái ngày cuối năm thì ai hầu như họ không buôn bán gì nữa. Rồi đói nữa, tại vì hầu như là không có bán một cái gì luôn á. Đói rồi mệt rồi lại còn bị một cái gọi là cú va đập. Nhưng mà có va chạm trúng cái gì mà ức gì? Không. Nó không có bị gì hết á. Chưa bị gì đúng không? Không có bị gì, nhưng mà may á, chưa bị gì mới đó. Nhẹ nhàng hồi xưa đó. Cái tánh là hay nói, hay phản ảnh rồi hay khiếu nại thì đó, đó cũng không có phải là con gái mà nói thì cũng dễ thương chứ đâu có nói mà ghê gớm. Thật ra mình nghĩ bây giờ mình nghĩ là cái điều đó mình không nên nói. Đúng rồi. Mình đâu có bị gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà không biết lúc đó tại sao, không biết là do cái duyên hay là cái gì đó. Định mệnh.
cho đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành xử như vậy. Mình thấy một cái cô bé này cũng đâu có thể lớn tuổi đâu, cũng nhỏ mà sao lại có thể lên mà góp ý mình như vậy, cũng hơi lạ. Hồi đó tôi để tóc dài tùm lum mà người thì bẩm trợn lắm chứ đâu có thể như bây giờ, thì mình thấy cũng ngạc nhiên, bảo à cô này thấy cũng bản lĩnh, cũng bản lĩnh đây. Cái hồi đó là tóc cô để ngắn, tại tóc sao đẹp. Xong câu chuyện đó rồi sao mà tự nhiên cái nói xong ông xin số điện thoại, làm gì có điện thoại mà xin, hồi đó đâu có điện thoại. Bây giờ rồi sao gặp mặt nhau tiếp? Không có điện thoại cũng có cái cách để quen. Tàu mà từ phía bắc ngoài vào thì nó rất là vắng, tại vì người ta đa số là từ ở trong đây họ đi về, còn mình thì lại ngược lại từ ngoài đó vô. Thì mình đi về, mình ra ngoài ga thì có một cái anh xe ôm, hồi đó là đi xe ôm với lại đi xích lô đó. Cái anh đó anh hỏi mình đi về đâu, thì hồi đó gia đình mình là ở Bầu Cát bây giờ đó. Hồi đó nó chưa có tên là Bầu Cát đâu, hồi đó gọi là khu cổng C. Thì mình nhớ là cái giá lúc đó đi thì nó khoảng chừng là 10 ngàn đi. Thì anh đó anh nói là anh chỉ lấy có 5 ngàn thôi. Thì mình mừng quá, thì mình ok liền. Khi mà ông chở mình về thì ông lại không lấy tiền. Thì mình lại ngạc nhiên, ủa sao này ông chở mình mà ông không lấy tiền. Mình cố mình trả cho được, ông cứ dùng dằn một hai lần không lấy, ông chạy mất tiêu. Không biết là có phải là do mình xinh quá hay sao, hay là ông mê mình á, không lấy tiền. Đó lại hơi tự tin xíu. Mấy ngày mai thì mình lại thấy ông này lò dò đi xe đạp xuống nhà mình. Mình lại thấy ngạc nhiên quá. Người của ông này rồi. Trời ơi, chú chiến lược đến như vậy luôn. Wow. Thấy ông đạp xe đạp tới nhà đúng không? Ông đạp xe đạp tới nhà mình. Nhưng mà chú, cô vừa nhìn thấy chú là cô nhớ liền luôn không, hả? Chưa nhớ. Cũng chưa nhớ đâu ông lấy tàu đúng không? Không, đâu có thể nào nhớ đâu ông lấy tàu. Vì lúc đó mặc đồ khác. Thì lúc mình gặp ổng thì ổng mặc quần mọc đồng phục đàn áo xe tới. Thì lúc đó cũng đâu có biết tên mình đâu. Thì cũng lại nói một vài câu thì mình mới nhớ ra à cái chuyện này là cái chuyện hồi chiều hôm qua. Nghe cái quả này là quả chiều hôm qua. Chiến lược. Chú ơi lúc đó chú tới chú nói gì chú? Chú rất là nhanh nha. Tức là từ lúc mà cô mắng chú xong, rồi tới lúc mà cô ra cô đón xe để cô đi là chú phải suy nghĩ trong tích tắc, phải quyết định thật nhanh luôn đó. Cái chiến lược thì nó là rõ rồi đó, anh Linh nói đúng rồi đó. Nhưng mà thật sự nói là cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ ra được những cái nhanh đến như vậy. Không? Chắc là theo nghĩ là cũng là một trong cái tiếng gọi hay tiếng kêu gì đấy, không biết. Từ trái tim á. Có ai nói thì thầm trong lỗ tai mình đó, chỉ mình làm mình đó. Nhưng cái ông xe ôm đó là quen đúng không? Ông đó ông bốc vác nhưng mà ông kiếm thêm thôi. Nói ông gì? Thì ông cứ trở về đi rồi coi xem địa chỉ như nào. Tìm bà tôi lo. Rồi đến khi mà tới nhà của cô ấy thì sao chú? Chú nói cái gì? Thì cũng lại phải diễn giải ra những cái chuyện như thế. Chính nhờ cái cú mà thắng gấp như thế mà cuối cùng lại không biết được em như thế này đó, đại khái thế. Thì vậy mấy ông lấy tàu nghe, mày muốn thắng gấp hoài luôn. Dạ cần tìm người lái tàu ạ. Trời, như một thước phim. Thật sự nói mình cũng không ngờ rằng cái cú thắng đó lại hiệu quả đến như thế. Thực ra là cái người tấn công là bố mình chứ không phải mình, tại lúc đó mình cũng không có thích ảnh. Ức cái vụ lấy tàu thôi. Đúng rồi, mà ông già nữa, tại vì ông đẻ tóc tai bờm sờm mình. Thì chắc lúc đó cũng nhiều người vệ tinh lắm nè. Không biết có nhiều hay không nữa mà hình như cũng kín lịch. Vậy là ông bố tấn công? Đâu, tấn công ông bố. À, rồi là chiến lược nữa. Trời, ai làm lại chú trời. Không ai chơi lại rồi. Không ai làm lại chú cả. Bố nói sao mà chị thuyết phục được chị yêu ảnh? Cứ đến chơi bình thường thôi chứ đâu, mình cũng đâu có từ chối đâu, tại vì anh có đặt vấn đề gì với mình đâu mà từ chối. Không đặt vấn đề luôn. Đúng rồi, lúc đó còn vệ tinh nó còn bu xung quanh, nó vẫn vậy. Vẫn vậy. Lúc đó chị có sự lựa chọn chưa, có nghĩ trong đầu là không? Chưa nghĩ gì hết. Lúc đó không nghĩ gì cả, lúc đó mình còn trẻ mà, lúc đó mình mới có 23 tuổi. Rồi lúc nào chị mới nghĩ? Thì lúc này ông này cũng lì quá, cứ ông cứ ở đến cho mình hoài. Thật sự ra cái lì thì cũng có, nhưng mà thật sự đó anh Linh biết sao, mình tới bằng cái tấm lòng. Thật sự tôi không phải nói cái đó, không phải nói quá về mình. Thậm chí tôi tặng quà cho vợ tôi bây giờ là tôi tặng những cái món quà mà chắc là theo tôi nghĩ chắc không ai mà tặng cái kiểu kỳ quặc như thế. Hồi đó là nhà cô mới xây xong. Hồi đó nhà nào cũng là làm cái có cái vách ngăn, cái cửa mà ra vô cái vách ngăn đó thì lại chưa có cái màn, chưa có cái gì che.
Thì tôi cũng nghĩ trong đầu vậy thôi, thì tôi đi mua cái màn sáo. Mà màn sáo ở ngoài tận ngoài Nha Trang á, màn sáo là cái loại mà người ta kết bằng mấy con ốc á. À dạ. À, ốc nó đẹp lắm. Dạ. Khổ cái là nó hơi cồng kềnh, nó là nặng đấy. Mà tôi vác về thì chắc là cô cũng có thể cô cảm động với cái chuyện tôi vác cái màn sáo về. Ông kia ông này ông quá thật tình. Thì sau này tôi hỏi thì là cũng là đúng. Vợ tôi cũng cảm nhận được cái điều đó. Thay vì mình tặng gì nó nhẹ nhàng, hộp bông tai hay là cái gì đi không, tặng ngay cái... Bắt nguyên cái màn sáo ốc rồi ha. Rồi sau bao lâu thì bắt đầu mình mới tỏ tình? Tôi cảm giác như là đã quen từ bao giờ. Yeah. Không hiểu kỳ đó là tôi lại đưa cô này đi chùa Vĩnh Nghiêm. Thì mình lại tỏ tình ở trên đó mới ghê. Tỏ tình trong chùa? À, làm... Em có không, tôi không. Tình anh không đúng không? À vậy thôi. Mà không biết là tôi làm ở cái địa điểm đó thì nó có đúng hay không. Cũng đúng rồi, cũng chiến lược đó. Hay ta rủ đi chơi đâu tùm lum la đó. Thì còn nghĩ này kia, rủ đi xa này còn nghĩ. Ta rủ đi chùa. Mà đi vô chùa đâu quá. Không thể từ chối được. Từ chối thì mang tội. Làm tổn thương người ta là mang tội. Cho nên là không. Còn tôi có ý nghĩ chú. Tôi đang định nói vậy luôn. Từ lúc mà gặp nhau ở nhà cho tới cái lúc mà tới chùa là bao lâu cô chú nhớ không? Một năm á. Tới chùa thì nói chung là cũng lâu đó. Nó cũng rơi vào những cái ngày cuối năm. Dạ, dạ. Tức là cô Tết thì mới đi chùa. Đi chùa đó. Chú là chiến lược với cô là tới một năm luôn. Mình cảm nhận ở anh ấy là cái sự chân tình thôi. Lúc đó là cô đã cũng mến rồi, nói chung là cũng có được vào danh sách ứng vô top và vô top rồi. Mà đúng rồi, cái bối cảnh đó làm sao mà cô từ chối được? Cái những ngày cuối năm á, ai cũng đầy nhiều, rất là nhiều cảm. Đúng rồi, nhiều cảm xúc lắm. Cái ngày Tết rất là dễ yêu nhau nha. Dạ. Cái nỗi nhớ nhà, những cái cảm xúc mà nó dâng trào trong cái mùa cuối năm đó. Mà đặc biệt là những ngày này á, mình đi ra đường mình cứ nghe những cái tiếng nhạc, những cái bài xuân. Đúng nó rồi. Cứ du dương, rồi nó cứ văng vẳng ra xúc. Xong rồi cái nó kèm theo cái cảm xúc của mình nữa, cho nên con chắc chắn luôn bao nhiêu năm nay cứ hãy đến mùa Tết nè là cô chú cứ nghe những cái bài nhạc Tết ngày xưa là cô chú sẽ ôm lại được cái kỷ niệm của mình. Chứ thật ra nếu như anh Mạnh thắng trước ngày cuối năm thì chắc cũng chưa đến mức đó đâu. Biết bao nhiêu cô gái đã đi trên qua cái những cái toa tàu, biết bao nhiêu cô đập đầu này kia. Đúng rồi, bao nhiêu cái u đầu mà không có vấn đề gì hết. Cảm xúc cuối năm nó vắng, không biết nói chuyện gì cũng thôi, kệ nó chuyện đại với ông lái tàu rồi đi lên quậy đại đi phải không. À, cuối năm nó cũng vắng buồn. Dễ thương. Đó là cũng là một trong những cái không gian và thời gian nó tạo cho chúng ta một cái tình yêu, tạo cho ta một cái cảm xúc về yêu thương một cái con người nào đó. Rồi bao lâu từ lúc mà cái cú thắng gấp đó bao lâu thì vợ chồng mình bắt đầu làm đám cưới? Lại cũng thêm một năm nữa. Là hai năm. Là tổng cộng hai năm. Ừ. Đẹp trai không bằng trai mặt đó. Đã trai mặt rồi mà còn chiến lược nữa. Hồi đó thì đúng là nghèo rồi. Không có điều kiện mà đi nhà hàng hay này kia. Mà đãi tại nhà. Coi như là cái bên nhà có cái mảnh đất đó. Có trồng mấy cây dừa. Rồi dựng rạp lên rồi cũng lấy lá dừa này kia làm cổng. Nhưng mà với một cái tình yêu từ tận cái trái tim của mình ha. Tình yêu nó dồn nén 2 năm như thế. Đêm tân hôn nó dữ dội lắm khi. Đêm tân hôn là không có đạp thắng. Đạp chạy luôn. Dạ chạy luôn. Thắng luôn. Buông thắng luôn. Phải không cô chú? Đám cưới thì cái ngày đó thì là ông xỉn quắc cần câu rồi. Bạn ông kia không vô giường ngủ. Học máy không có chạy luôn nha. Sau ngày mai ông đi tàu luôn. Tân máy luôn. Trời ơi. Chú phí phạm quá. Không có nôn nao gì trước ngày cưới vậy trời. Cái ngày đó là ngày vui, thì ra mình cứ phải vui hết mình thôi, hết ga thôi chứ sao giờ. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Xỉn quá ngủ sáng dậy lái tàu luôn. Đúng rồi, tới phiên là mình đi. Sáng rồi tới phiên. Thật ra là lúc lái tàu mình có tức không, ví dụ tối không? Có ấm mức rồi tại sao tối mình lại xỉn ngủ nguyên đêm không? Bây giờ vẫn hối hận. Cô ơi, vậy rồi khi mà mình kết hôn xong á, là chú thì vẫn giữ công việc lái tàu. Lái tàu thì cứ phải đi suốt luôn. Như vậy thì cô là chỉ có ở nhà rồi làm dâu của mình thôi. Khi mà nói về cái vấn đề này thì mình lại gọi là những cái cảm xúc nó lại bay lên, nó lại ùa về. Những cái người mà lấy chồng mà làm những cái ngành mà xa nhà như vậy, nó có phải nói là một sự thiệt thòi lớn lắm luôn á. Rất là lớn.
cái nghề lái tàu này thì đâu có nghỉ ngày lễ ngày gì đâu, cứ tới phiên mình là mình phải đi. Chứ không lẽ mình cứ trốn, mình cứ né đổ cho ai bây giờ? Lúc mà chưa có con á, mà ảnh mà không có nhà là mình buồn ghê lắm. Khi mà mới cưới về thì mình làm dâu mà, chứ lúc đó đâu có ở riêng đâu. Thì những cái lúc như vậy thì mình buồn lắm, rất là buồn, phải nói là buồn kinh khủng luôn á. Chú ơi, vậy mỗi khi mà chú đi lái tàu xa vậy, đặc biệt là những lúc mà mới cưới nhau, chưa có con nữa đó, mà chú đi lái tàu xa vậy rồi chú để cô ở nhà, rồi chú có lo lắng không? Trong khi lúc đó là cô đẹp ngời ngời luôn đó. Chắc chắn là lo rồi. Nhưng mà hiểu chứ, hiểu. Dù là biết rồi nhưng mà cái tính cô là dứt khoát lắm. Dạ. Thí dụ đã thương ai là thương dứt điểm thôi. Còn cái chuyện lo thì đương nhiên mới phải lo rồi. Nói về cái chuyện này thì mình lại có một cái câu chuyện để kể. Tức là ngày xưa cái thằng lớn nhà mình còn bé đó, còn học trường mẫu giáo á. Ảnh thì ảnh cứ đi tàu nhiều như vậy đó. Thì mình thì cứ đưa con đi học một mình thôi, ổng đâu có đưa được đâu. Là cứ đón nó xong như vậy là không có về nhà liền đâu. Hồi xưa cái trường mẫu giáo nó mở cửa trễ lắm, là chơi ở đó tới 5-6 giờ mới về. Ở chung một lớp đó là có một cái phụ huynh đó, lại nghĩ mình là mẹ đơn thân, là ổng cũng để con ổng lại chơi tới 6 giờ luôn, cứ nói chuyện với mình mà mình cứ khẳng định là mình có gia đình. Và người ta không biết đến, cứ đeo đuổi và ngày nào cũng như ngày nấy. Thì mình đã nói ông này, nói anh ơi, anh phải nghỉ phép thôi, vì anh làm ơn anh ở nhà đi, anh đưa con đi học đi. Chứ giờ người ta cứ nghĩ em là mẹ đơn thân không là phiền đó nha. Ông có sao, ở nhà cuối cùng sao? Cuối cùng cũng phải nghỉ phép, nghỉ phải phép nghỉ. Phải cái nghỉ đó là buộc nghỉ đó. Có một điều là thật sự nói thì lo là lo cái vấn đề là một mình vợ phải chu toàn thôi, chứ còn cái chuyện mà tin tưởng là vẫn tin tưởng là không. Thật sự mình cũng rất thương. Những cái việc gì mà của mình là cô phải đúng phải làm hết. Một mình đóng hai vai luôn á. Không nói riêng gì cho những người phụ nữ mà lấy chồng tài xế, nhưng mà mình nói chung cho những người vợ mà thường xuyên phải sống xa chồng á, rất là thương, thương lắm. Dạ, coi như vừa là ông vừa là đàn bà luôn, lo hết tất cả mọi thứ. Lo hết tất cả nội ngoại, rồi là việc trong việc ngoài, là khi mà mình làm mình xây cái nhà cũng vậy. Ảnh về là coi như anh tên gia đó. Chứ còn mọi cái là mình lo hết trơn luôn. Ông chỉ biết đưa tiền, ví dụ như trong tài khoản, ví dụ như hai chồng có bao nhiêu đó, là mình liệu trong cái phần đó là mình xây cái nhà như vậy như vậy. Nhà thầu mình cũng đi kiếm luôn, chờ ông về nói chuyện mà nói giống như nói cho có vậy thôi. Chứ là những cái đó là mình phải tìm hiểu trước rồi, tại ảnh không có thời gian. Đó rồi những chuyện con ốm con đau, nhiều khi nửa đêm có hai mẹ con chở nhau đi bệnh viện vậy. Cô giờ mình tủi thân tổ thì... chức cũng là một cái mà ngày xưa gia đình không muốn cho mình lấy chồng tài xế. Tức là không phải là không ưng ảnh, mà là cái nghề nó là một cái sự ngăn cách. Đúng rồi. Vậy thì có bao giờ cô nghĩ tới chuyện là cô muốn chú thay đổi công việc khác không, để phù hợp với việc chăm sóc gia đình không cô? Cái đó thì mình không nghĩ đến, bởi vì khi mình đã chấp nhận lấy thì là mình đã chuẩn bị một cái tinh thần. Với cả cái bản thân mình hồi xưa mình trẻ, mình cũng tự lập lắm, mình cũng không có thích dựa dẫm vào người khác nhiều. Khi mình quyết định đến với nhau là mình đã phải chấp nhận ngày sắp tới của mình sẽ là như vậy, thì buộc mình phải mạnh mẽ lên thôi. Và mình cũng tập cho con cái mình mạnh mẽ luôn, tức là các con phải như thế nọ, phải như thế kia, phải phụ với mẹ. Như vậy thì tính ra là cô chú rất là ít những cái kỳ nghỉ cùng nhau, đi chơi cùng với nhau, tức là rất là ít thời gian dành cho nhau, phải không? Không phải, có một năm gia đình vẫn phải đi chơi với nhau, tại vì anh nghỉ phép á. Phải nghỉ phép để đi một năm là mình được tiêu chuẩn đi một lần. Vẫn có những chuyến đi du lịch cùng chồng ở trên tàu ha. Cái điều kiện, cái công việc của mình ấy, nó cũng thuận lợi cho vấn đề đi chơi. Chứ nếu mà người vợ mà không hiểu thì mệt lắm, cũng đúng không mình thể làm nào từ đây ra tới Đà Nẵng đó. Đà Nẵng đó. Thành ra là mình có thể là vẫn kết hợp đưa vợ con đi được. Năm đi chắc được lần hai lần hả cô chú? Thật ra là có khi nào mà chị ngồi nghĩ là ông thắng tàu gấp vậy, có khi nào ông thắng nhiều lần cũng gặp nhiều cô rồi, đi rồi có thể ông gặp cô nào trên tàu không? Nghĩ thì mình vẫn phải nghĩ, tin thì mình vẫn phải tin. Nhưng mà phụ nữ mà, nó có nhiều cái gọi là cái cảm xúc nó lẫn lộn lắm. Thật ra ảnh nhiều điều kiện hơn chị luôn. Đúng rồi. Thì khi mà người đàn ông đi ra đường thì bay nhảy này kia. Sau này rút kinh nghiệm anh Quyền, tôi không có thắng gấp nữa rồi. Chạy từ tốn. Bây giờ không có gấp nữa. Vì sao mà con thích ngồi chương trình Tình Trăm Năm? Bởi vì con nghe được rất là nhiều những câu chuyện mà lãng mạn như một thước phim. Và các nhà làm phim nè, sản xuất nè, đạo diễn nè, cũng như là các biên tập tác giả thì nên xem chương trình này để chúng ta có thêm được là nhiều chất liệu để có thể viết nên những cái tác phẩm điện ảnh thật là hay. Vì ở đây chúng tôi có quá nhiều câu chuyện hay ạ. Và thưa quý vị, trên tay Ngọc Lan đang là một cái lá thư
Dạ, lá thư của chú viết gửi cho cô. Một lá thư mà cũng phai màu thời gian lắm nha. Thì bây giờ con xin phép cô, con đọc cho cô nghe cũng như là khán giả được nghe. Ngày 21 tháng 2 năm 1991, em yêu, đầu năm đã phải xa em trên chuyến tàu Nam Bắc. Ngay ngày sinh nhật em, thật thương cho em và cũng buồn cho anh, không cho em được cảm xúc yêu thương trong ngày ý nghĩa này. Muốn viết nhiều cho em nhưng không sao diễn tả được. Chỉ mong em hiểu và cảm thông với công việc anh đã lựa chọn em nhé. Mong em luôn tươi trẻ, nhí nhảnh vốn có em nhé. Nha Trang, ngày 21 tháng 2 năm 1991, yêu em. Wow. Như vậy là cũng có một cái dấu ấn đó chú hả? Ngay ngày sinh nhật của cô mà chú lại không thể ở nhà cùng với cô. Biết đâu sau câu chuyện này thì cái chuyện lái máy bay nó không còn nữa. Dạ đúng rồi, lái tàu. Chúng ta trải qua một chặng đường khá dài trong hôn nhân rồi. Đúc kết lại thì anh cũng muốn nói gì với chị hay không? Sau 31 năm như vậy thì tôi chỉ muốn nói một cái điều là càng ngày tôi lại càng yêu bà xã hơn. Yêu và cần, rất là cần vợ. Xa một tí tôi cũng chịu không được. Không hiểu là tại lý do sao. Yeah. Mà ví dụ như vợ tôi mà đi công chuyện một tí xíu thì mình cũng cảm thấy nhớ. Hay là do là cái đặc thù cái công việc của tôi ngày xưa là đi nhiều quá rồi, xa vợ nhiều quá rồi. Bây giờ đến lúc chắc là mình muốn bù đắp lại hay là sao đó. Một câu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn đó. Con nghe mà con thổn thức luôn á. Chị thấy sao chị? Thì mình cũng không đợi đến lúc ảnh mà nói ra những câu nói như vậy. Vậy mình mới biết đâu, mà mình cảm nhận được từng ngày. Mình cũng biết rằng là ảnh bù đắp cho mình. Bù đắp cho mình là những cái năm tháng mà thanh xuân của mình. Giờ phút này khi mà chúng mình đã sống chung với nhau được 31 năm thì mình nghĩ rằng là những cái năm tháng sau, càng về cái dốc bên kia cuộc đời thì cả hai vợ chồng cần nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ không nói là yêu nữa, mà là cần đó. Là cần. Chúng ta cần có nhau. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Quý Linh nghĩ rằng 31 năm hay là 41 năm, 51 năm, 61 năm, 71, 81, bao nhiêu năm cũng không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta cần thời gian càng nhiều càng tốt để sống bên nhau, ở bên nhau, để yêu thương nhau. Bây giờ thì anh chị có thể nắm tay nhau, hát một bài về tình ca, về tình yêu chẳng hạn. Chị có thể hát tặng anh một bài tình ca nào đó. Xin hát một đoạn thôi nhé. Thì mình chỉ muốn hát là chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông như nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu tư giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. Quá tuyệt vời. Đi đâu mà nghe tiếng hát này là nhớ là không ôm vợ là bão tố tới đó nha. Đi tàu biển anh ơi, chứ hồi tàu sắt. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Cảm ơn tình yêu rất đẹp của cô chú. Nó mang một cái nguồn năng lượng nó rất là mạnh cho tụi con, cho những người trẻ như tụi con nè. Tụi con biết được cái sự nhẫn nhịn, cái sự yêu thương và cái sự chân thành dành cho nhau như thế nào, và dành cho những người đang yêu hoặc là đã từng đổ vỡ, họ sẽ có thêm một cái sức mạnh nào đó để họ tin chắc rằng tình yêu còn nằm phía trước, nó nằm vào cái ngày định mệnh. Cảm ơn. Nhưng mà cô nhớ rằng mình mới có chồng phải nhịn chồng chút nha. Con nhìn muốn chết luôn đó. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú ạ. Sản phẩm cốt xuất heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Cảm ơn cô chú một lần nữa và chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe để cùng nắm tay nhau đi tiếp một cái chặng đường 41 năm, 51 năm, 61 năm và nhiều hơn nữa. Dạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chương trình phát sóng vào lúc 17:20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt.